Bé mèo ganh tị vì nghĩ con sen nuôi thêm một em mèo mới. Bình thường thì Trinh cái bộ mặt chảnh mèo với con sen lắm. Đến lúc sen nhận nuôi thêm một em mèo mới là bắt đầu tỏ cái thái độ ganh tị thế này nè mọi người. Thật ra sen chỉ nhận giữ giúp em mèo trắng hộ bạn của sen thôi. Ấy vậy mà vừa ẵm bé mèo trắng về nhà, chưa kịp chào hỏi giải thích gì thì mèo ta cứ tưởng con sen nó nuôi thêm một em mèo mới. Vậy là mồm ẻm cứ liên tục chửi, vừa chửi sen không cho sen bế bé mèo trắng, vừa đòi nói chuyện ba mặt một lời với em nó nữa chứ. Khác xa hoàn toàn cái kiểu chảnh mèo mọi ngày luôn. Nó làm cứ như sen bế em mèo mới về là nó sẽ bị đuổi khỏi nhà hay gì á, ganh tị đến long trời lỡ đất. Cũng may là sen chỉ mới nhận nuôi giúp vài ngày, chứ nhỡ sen nuôi thêm một bé mèo thật, chắc cái nhà này ngày nào cũng sóng gió hậu cung quá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.